Kim Anh xin được gửi lời chào thân mến đến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bí quyết đẹp, một chương trình talk show chuyên về chia sẻ những bí quyết làm đẹp cho các chị em phụ nữ. Và đến với trường quay ngày hôm nay, Kim Anh xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thành, bác sĩ chuyên khoa 2, nguyên trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Kim Anh, xin chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa bác sĩ, khi nhắc đến về vấn đề chăm sóc da hàng ngày thì có lẽ đây không còn phải là một vấn đề quá là xa vời đối với các chị phụ nữ hiện đại ngày nay nữa. Thế nhưng mà không phải ai cũng có những kiến thức liên quan đến việc chăm sóc da. Vậy thì theo bác sĩ, chúng ta sẽ cần phải thu thập cho mình những kiến thức về làm đẹp như thế nào, đặc biệt là ở những độ tuổi nào thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc da hàng ngày ạ? Lúc thuở nhỏ, tức là thường là chúng ta thấy là dưới 25 tuổi thì quá trình sinh ra các tế bào và quá trình chết đi của các tế bào nó cân bằng nhau. Do đó chúng ta chưa thấy vấn đề gì của da. Nhưng bắt đầu sau 24 tuổi hoặc là một số chị em ở làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt thì chúng ta thấy cái da nó thay đổi sớm hơn. Do đó mà việc chăm sóc da thì nó tùy theo lứa tuổi. Thông thường đấy, như tôi nói là trước 25 tuổi thì chúng ta chủ yếu quan tâm đến việc giữ ẩm và chống nắng. Dạ. Đấy, còn bắt đầu sau 25 tuổi thì quá trình chết đi sẽ sao? Nhiều hơn là quá trình sinh ra. Dạ. Do đó mà bắt đầu chúng ta thấy những cái vấn đề của da. Và khi cái tuổi này thì chúng ta bắt đầu thấy những cái dấu hiệu gì? Là bắt đầu lão hóa của da, bắt đầu nám sạm và rất nhiều những cái dấu hiệu khác nhau. rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải quan tâm đến da. Vậy theo bác sĩ thì ngoài những cái tác nhân như là nắng, gió, bụi bẩn, rồi những cái vấn đề như là về bệnh lý bẩm sinh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ còn có thể gặp phải những cái tác nhân như thế nào dẫn đến việc là lão hóa da thưa bác sĩ? Thì như chúng ta đã biết thì lão hóa da thì cái đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái tuổi tác và di truyền. Dạ. Bố mẹ mà da xấu thì nói khi mà sinh ra con da đẹp thì phải có một câu hỏi to tướng đánh dấu xem nó giống ai. Dạ. Đấy, chúng ta phải thấy thế. Do đó cái di truyền và tuổi tác là một cái vấn đề tương đối quan trọng. Cái vấn đề thứ hai mà bây giờ chúng ta có thể, cái đó thì chúng ta không chống được. Dạ. Bởi vì bẩm sinh rồi đúng không ạ? Trời sinh ra thế mà dòng họ nhà ta đã thế rồi thì chúng ta phải chấp nhận. Cái thứ hai bây giờ người ta đang quan tâm nhiều nhất và nói nhiều nhất là vấn đề về ánh sáng. Là vấn đề tia UV. Mà UV thì các bạn biết nó có 2-3 cái loại UV, UVA, UVB và UVC. Nhưng mà trong ánh sáng của tiếp xúc với chúng ta thường xuyên này chỉ có UVA và UVB thì nó gây lão hóa cho da. Mà lão hóa cho da thì các bạn biết rồi, sớm nhất thì các bạn nhìn thấy bắt đầu sau tuổi anh em là bắt đầu thấy chân chim. Dạ. Hiện rất là rõ. Rất rõ ở đôi mắt. Dạ. Và khóe miệng. Sau đó thì các bạn thấy gì? Nặng hơn nữa thì các bạn sẽ thấy là gì? Da nó bắt đầu chảy xệ. Dạ. Và nặng hơn nữa thì các bạn sẽ tàn nhang và nám thì bắt đầu xuất hiện. Đấy, sau tuổi 25 là rất nhiều những cái triệu chứng của lão hóa. Đấy, thì các bạn thấy. Ngoài ra cái nguyên nhân của ánh sáng thì các bạn biết là có rất nhiều các nguyên nhân khác mà chúng ta có thể hạn chế được. Ví dụ như chế độ sinh hoạt. Dạ. Ví dụ những người mà dùng nhiều đồ kích thích, rượu bia nhiều. Dạ. Thì cái quá trình lão hóa nó cũng nhanh lên. Và cái thứ hai là những người mất ngủ hoặc những bệnh lý khác làm cho mất ngủ nó tăng lên cũng làm cho lão hóa nhanh. Quả nhiên là khi mà chúng ta nhắc đến những dòng sản phẩm thiên về tự nhiên như hiện nay thì sẽ có rất nhiều những dòng sản phẩm khác nhau thiên nhiên, nhưng chúng ta cũng cần phải biết rõ là những sản phẩm đó xuất xứ như thế nào, rồi thành phần ra sao, công dụng như thế nào, có sự phù hợp với làn da của chúng ta hay không, có đúng không ạ bác sĩ? Cái đó thì bạn nói thì hoàn toàn rất chính xác. Và chúng ta phải chú ý, chúng ta mục đích của chúng ta khi sử dụng cái mỹ phẩm đó sử dụng vào mục đích gì trên da của mình là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai, sản phẩm ngoài nguồn gốc từ thực vật, các bạn phải biết xuất xứ từ đâu. Mà các bạn phải xem thành phần trong đó có những chất gì. Dạ. Và da mình tuyết nào và có phù hợp với tuyết da của mình không thì chúng ta mới sử dụng. Vâng, với những lời chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì Kim Anh cũng đã có thêm những kiến thức cho mình rồi. Bác sĩ thân mến, hiện nay thì trên thị trường đã có một sản phẩm đã gần như là chiếm trọn được tình cảm của các chị phụ nữ hiện nay. Đó là sản phẩm 22 Again.
Thú thật với bác sĩ là Kim Anh cũng đã mới sử dụng sản phẩm này. Nhưng ngày hôm nay là nhân cơ hội này được gặp bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ những quan điểm của mình liên quan đến sản phẩm Hai Gen để xem là Kim Anh đã lựa chọn đúng sản phẩm cho mình hay chưa? Rồi, cái này thì các bạn biết là cái Hai Gen này thì các bạn biết là xuất xứ nó ở đâu. Thứ nhất là một cái nước mà cũng có truyền thống về dược mỹ phẩm, đó là Nam Triều Tiên. Dạ. Đấy, do đó mà chúng ta và những cái quy trình chế biến cái này, trong thành phần cái này thì nó có bốn cái thành phần chính. Tôi đã xem và tôi đã biết nó từ cách đây được khoảng 6 tháng. Nhưng mà thực ra cái sản phẩm này mới được phép sử dụng ở mình đây từ tháng 4. Nếu không nhầm là từ tháng 4 bắt đầu có quảng cáo và bắt đầu có sử dụng và bắt đầu bán trên online tương đối nhiều. Thứ nhất là cái mật ong. Thì các bạn biết mật ong thì nó có rất nhiều axit amin trong đó. Đấy. Do đó nó làm cho da được nuôi dưỡng rất tốt. Mật ong lại còn có cả mật ong vitamin, vitamin A, vitamin A, vitamin B1. Nói chung mật ong thì nó tổ hợp của rất nhiều vitamin trong đó. Trong đó thì làm một số chất chống oxy hóa, một số chất thì nuôi dưỡng da. Đấy. Và thêm nữa là cái thứ hai nữa là cái cây jojoba. Dầu jojoba. Dầu jojoba thì các bạn biết dầu jojoba thì xuất xứ chính của nó là Mexico và Bắc Mỹ. Đấy. Thì cái dầu này thì nó có tính chất hút ẩm, giữ ẩm rất mạnh. Đồng thời nó có là nguồn của vitamin E cũng rất lớn và một số vitamin khác để làm cho dưỡng da, đồng thời làm tăng tổng hợp collagen, làm cho da chắc, săn chắc. Và cái thành phần thứ ba nữa là các bạn sẽ thấy trong này là từ cái dầu của hạt nho. Mà hạt nho này là hạt nho mà chúng tôi xem cũng tương đối kỹ, bởi vì phải nghiên cứu tương đối kỹ. Hạt nho, nếu mà hạt nho đỏ của Pháp thì lại vô cùng quý. Đấy, thì các bạn thấy là cái hạt nho này thì nó làm tăng tổng hợp collagen, làm chống các chất oxy hóa trong quá trình hoạt động của cơ thể. Đấy, làm chất chống oxy hóa. Và một cái thành phần nữa trong này là có một số cái acid amin tổng hợp thành chuỗi đấy, gọi là collagen ấy, các bạn thấy thì cái collagen này thì nó làm cho da nó săn chắc và làm cho da nó gì, nó bền và nó khỏe, sáng, khỏe và sáng hơn. Dạ. Thì các bạn thấy trong cái này nó có bốn cái thành phần chính ở đấy mà tác dụng tôi thấy là trên lý thuyết mà nói thì thấy cái sản phẩm này là một cái sản phẩm tương đối tổng hợp của tất cả những cái tinh túy của thiên nhiên. Và đồng thời cái jojoba thì các bạn thấy cái jojoba thì nó lại thiên cho một cái nữa là đối hợp với rất nhiều da của Việt Nam là da dầu. Mà Việt Nam thì các bạn biết 6-70% là các bạn có tuýp da dầu. Thế mà cái jojoba này thì rất thích hợp với cái da dầu. Và sau khi mà nghe bác sĩ Nguyễn Thành chia sẻ xong thì Kim Anh đã cảm thấy là phần nào tin tưởng vào sự lựa chọn của mình với sản phẩm Hai Gen rồi. Thực sự là Kim Anh bật mí chút xíu với bác sĩ Nguyễn Thành, đấy là Kim Anh cũng mới sử dụng sản phẩm gần đây thôi. Tuy nhiên là với những thành phần công dụng rất là lớn như thế thì sau khi mà Kim Anh sử dụng một thời gian ngắn thì đã thấy được là những cái vấn đề liên quan đến việc là những cái nốt tàn nhang ấy, Kim Anh nhận thấy là nó cũng đã mờ đi một phần nào đó. Thì quả thực là với một lọ rất là nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thì cũng đã đem lại những cái hiệu quả rất là đáng bất ngờ cho chị em phụ nữ rồi, phải không bác sĩ? Cái này cũng phải chia sẻ thêm với các bạn này. Khi sử dụng những cái sản phẩm này thì chúng tôi thấy là các bạn thường là lao luôn vào cái sản phẩm sử dụng luôn. Do các bạn này phải có kế hoạch và có làm sạch da, tức là tẩy trang da trước khi sử dụng cái sản phẩm này để làm tăng tác dụng của sản phẩm này. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Các chị em thân mến, như vậy là với một sản phẩm bỏ túi nho nhỏ đó là Hai Again, chúng ta sẽ có được một làn da trắng hồng rạng rỡ, đặc biệt đấy là đẹp sâu từ bên trong. Và với một sản phẩm Hai Again này thôi, chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để chăm sóc da hàng ngày nữa. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong những chương trình khác của Bí Quyết Làm Đẹp nha. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành đã đến với chương trình hôm nay ạ. Xin chào quý vị và các bạn.